Em xin chào các bác nhá. Đây, hôm nay em vừa về được mấy cái chạm nguồn. Đấy, toàn hàng đẹp, hàng VIP thôi. Con này là chạm đôi, chạm nguồn đôi các bác nhá. 1,5 kW này và 3,7. Con nhỏ là 1,5 kW, con lớn 3,7 kW nhá. Đầu bơm bít tông. Đấy. Động cơ là Fuji nhá, động cơ Fuji hết. Bơm. Hàng Nhật bãi các bác nhá, motor là hàng Fuji. Con lớn là 3,7 kW, con nhỏ 1,5 kW. Hàng đẹp. Giữa vệ sinh đi là đẹp như mới luôn các bác. Còn đây là trạm này là Nachi. Hàng Nachi nhá. 5,5 kW. Hàng đẹp thì thôi rồi luôn. Đẹp ối rồi ôi luôn. 5,5 kW. Đấy, thùng dầu con này nó rơi vào tầm 100 lít nhá. Thùng dầu em nó là như cái chạm lớn kia, nhưng mà em lắp sang cái chạm này cho nó nhỏ bớt đi. Thùng dầu này rơi vào tầm 100 lít. 5,5 kW. Motor khí đời mới, bộ nhôm. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Số điện thoại 0985 324 456, hoặc số 0355 557 558. 5,5 kW. Còn con này là 0,4 kW. À, 0,75 kW. Còn con này là trạm bơm Bucker 3,7 kW. Bơm 2 cấp nha các bác nha. 2 bơm nha. 2 bơm. Thùng dầu con này nó rơi vào tầm cũng khoảng độ 100 lít đấy. Đấy, đây còn mấy cây ren này nha. Cây ren. Khách chốt một cây rồi, còn 3 cây nữa. Và đây là thùng nhỏ mini. Còn đây là trạm này thì cũng đang lắp rồi. Lắp để đến mai là giao cho khách. Trạm này 2,2 kW. Trạm này lắp đến mai giao cho khách Quảng Ninh. Đấy. Khách Quảng Ninh thì lấy luôn cả cây ben kia. Đấy, cây ben kia hàn ở Bích cho khách rồi. Các bác có nhu cầu về trạm nguồn thủy lực, ti ben thủy lực thì cứ liên hệ với bên em theo số điện thoại 0355 557 558, hoặc số 0985 324 456. Và con máy ép này em đang bán với giá 35 triệu nhá. 35 triệu con máy ép. Đấy, trạm nguồn của nó là trạm nguồn Nationai 2,2 kW, áp 250. À, đầy đủ cả van điều khiển nha, van điều chỉnh áp suất nha, van cân bằng nha. Đấy, đầy đủ hết. Đấy. Giá 35 triệu nha. 35 triệu nguyên bộ này nha. Hàng bao xịn sò luôn. Đấy. Còn đây nhá, VIP điểm VIP luôn con này nhá, 3,7 kW. Thùng dầu con này nó rơi vào tầm 80-100 lít nhá. Con này VIP điểm VIP luôn. Hàng được con đẹp gần như là mới. Motor 3,7 kW, hàng Fuji, đẹp như mới luôn nhá. Đấy, con này là có cả lọc hồi nhá. Đấy, lọc hồi về đầy đủ này. Lọc hồi đầy đủ luôn. Trạm này gọi là phải là VIP điểm VIP. Đẹp ối rồi ôi luôn. Đấy. À, đặc biệt là con này là còn có điều hòa làm mát dầu nhá. Đây. Con này có điều hòa làm mát dầu nhá. Đấy, trạm bơm này đặc biệt là nó có cái điều hòa làm mát dầu.
Motor 3,7 kW. Hàng Fu. Motor hàng Fuji nhá. Đẹp lắm. Con này về đẹp rồi không miễn bàn rồi. Con này đẹp mà chỉ muốn để làm cảnh thôi. Bác nào lấy thì liên hệ với em. Số điện thoại 0355 557 558 hoặc số 0985 324 456. Đấy. Còn đây là hàng Daikin nhá. Daikin. Trạm bơm Daikin. Con này motor Daikin luôn. 1,5 kW. Đầu bơm V15 nhá. V15A nhá. V15A. Đấy. Bác nào lấy trạm nào thì cứ liên hệ với bên em theo số điện thoại 0355 557 558 hoặc 0985 324 456. Đây, còn bên trong này là TVN nhá. TVN chế cháo, chế máy móc các kiểu. Bác nào lấy thì cứ liên hệ với bên em. Đấy, bơm cong kia là kìa. Theo số điện thoại 0985 324 456. Các bác xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Và đây là trạm bơm Nachi. Đấy. Con này bơm cánh gạt. Áp con này là 250. Áp 300. Con này áp 300. Con này áp 300 rồi. Ồ, con này áp 300 đấy các bác nhá. Đẹp. Thùng dầu con này nó rơi vào tầm 80 đến 100 lít. Motor con này nó rơi vào tầm 5,5 kW. Đấy, các bác xem là có nhu cầu chạm nào thì cứ liên hệ với bên em. Còn trong kia là chạm bơm hàng Đài Loan nhá. Chạm đấy là áp 500. Ở đây là chạm 3,7 kW áp 300. Còn trong kia là chạm 15 kW áp 200. Đấy. Mênh mông bạt ngàn luôn. Đây là 1,5 kW áp 150. Mênh mông bạt ngàn luôn nhá. Các bác xem đăng ký kênh ủng hộ em. Đây em có mấy cái két nước nữa. Trên kia có một cái két nước à. Đây một con két nước này. Bác nào lấy két nước thì liên hệ với em nhá. Còn đây là van khóa kỹ các kiểu. Còn đây là bơm cong. Đây có một bơm cong đây. 112 lít trên phút. Đấy. Bác nào lấy con bơm này thì liên hệ với em nhá. Số con này 112 lít trên phút. Không được, em vẫn không được. Đây có máy mài này. Đá 300 à 305 nhá. Con này bác nào lấy em để ra 3 triệu nhá. Còn đây là có hai con bơm của xúc lật nhá. Ok, các bác cần gì thì cứ liên hệ với bên em nhá. Các bác xem thì đăng ký kênh ủng hộ em. Em kết thúc video tại đây.